16 cộng 00 quốc lộ 10. Cộng 1. Cộng 2. Cộng 3, trùng km 16. Đường đường ngang trái phải. Cộng 8. Cộng 9. Trùng H1. H1. Cộng 9. Cộng 10. Đường ngang bên phải thẳng bê tông. Cộng 11 trùng cống. Cộng 12. Cộng 13 trùng đường ngang bên phải và xóm thảm bê tông. Cộng 13. Cộng 14 trùng H2. Cộng 15. Cộng 16. Cộng 17. Cộng 17 ngang vào xóm bên phải thảm bê tông. Cộng 18. Cộng 20. Cộng 21 trùng đường ngang bên phải và công ty thảm bê tông. Cộng 22 trùng H3. Phải vào xóm thảm bê tông. Cộng 25. Hai sáu trùng H4. Cộng 27 trùng đường ngang bên trái vào xóm thảm bê tông. Cộng 29. Cộng 30. Trùng H5. Cộng 33. Cộng 34. Cộng 35.
36. Bảy bảy cộng 58 dòng gái thư cộng 59 dòng gái thư tiếp tục km 17
70 xuống H1. Xuống cống. Cộng 71. Xong ngã ba, cộng 88 trùng H4, cộng 89 100 thùng H6.
bên trái thảm nhựa. Cọc 3. Km 18. Tiếp tục km 18. Cọc 33.
Ba Tư. Ba Năm. Thank you.
8. Số 19. Số 70 trên H8. Km 19. Tiếp km 19.
99. Thôi làm qua 100 tròn. Cộng 1 trùng H3. Trùng H4 trùng cống. Năm trùng H5. Bốc đâu vậy? 22. Hai ba. Bên phải thảm bê tông cọc 32. Cọc 33.
8, kết thúc chuyến từ 19+800 chân cầu Tiền. Km 16+00 quốc lộ 10 Hải Phòng, cộng 1. Lề bên trái. Cộng 2. Km 16. Lắng nhá. Cộng 25. Trùng hát năm ba ba ha ba tư ba năm ba sáu
8 29 40 cùng cống. Còn 41 từ thùng H7 45 46 47 đường giao bên trái 8 còn 49 cùng H8 50 còn 51 cây sang bên trái 52 53 54 55 56 57 58 giao ngã tư 59 10 nhường nhau tí làm gì khó khăn thế các chị. Đường km 17 62 km 17 bên trái km 17 lên bên trái 63 64 66 70 trùng cống trùng H1 1 2 3 4 trùng H2 18 19 80
31. Cho nhau đi tí làm gì mà chơi nhau thế. Trăm trùng H6 một vòng hai trùng ngang bên trái thảm nhựa. Chúng km 18. Tiếp tục km 18. Lấy bên trái. Thẳng qua. Thank you.
26. Trùng H8 71 72 cây 73 đầu mương mới bên trái ống rãnh mới 74 76 trùng H9
đấy. Km 19 này bên trái. Ba sản phẩm công Việt. 94 95 96 97 98 20
33 xuống 28 km 19 800 kết thúc tuyến.